Có thể nói học thiền là chúng ta học nhìn mọi thứ trong thực tại bằng con mắt mới. À, thông thường mỗi khi chúng ta nhìn một cái gì, chúng ta thường hay nhìn bằng kinh nghiệm cũ hay là những cái kiến thức cũ về một đối tượng nào đó. Thường thường chúng ta nhìn với cái tính cách là chúng ta đã biết rồi. Cái người này là mình đã biết rồi. Nhất là cái người sống chung với mình hay là làm việc chung với mình. Cho nên mình nghĩ là người này mình đã gặp 5 năm trước hay là 10 năm trước thì cũng vậy thôi. Cho nên mình nhìn rất là sơ sài, nhìn rất là cẩu thả, nhìn như là không có nhìn, nhìn phớt qua thôi. Đó là cái thói quen của hầu hết của chúng ta. Huống chi chúng ta đang sống trong một cái bối cảnh là kinh tế phát triển và con người bận rộn hơn lúc nào hết, cho nên chúng ta dường như không có thời gian để nhìn nhau hay là nhìn một cái gì cho nó đàng hoàng tử tế, cho nó sâu sắc. Nhiều khi cái đối tượng nó hiện ra sờ sờ trước mặt mà mình không có thấy cái gì hết. Có một bạn thiền sinh đi vào đi ra cái thiền đường này rất là nhiều lần, nhưng mà bạn đó không có biết là ở trước thiền đường có hai cây nguyệt quế. Cho đến một hôm khởi hành rời khỏi thiền đường vào buổi khuya thì bạn cảm nhận được cái mùi nguyệt quế nó lan tỏa rất là thơm, rất là dễ chịu. Bạn mới ngạc nhiên mà nói: trời đất ơi, trước thiền đường có cây nguyệt quế mà mình không có biết, mình thiệt là vô tâm. Như vậy là bạn vẫn còn khá, bạn vẫn còn cơ hội để mà nhận ra cái thực tại, những cái gì nó đang hiện hữu chung quanh mình. Nhưng có nhiều nhiều khi chúng ta bận rộn, thí dụ cái đêm đó chúng ta rời khỏi cái thiền đường này, nhưng mà chúng ta bận rộn khuân vác cái này cái nọ, chạy theo kế hoạch, chạy theo dự án, chạy theo giờ giấc, thì mùi nguyệt quế có lan tỏa chúng ta cũng không có biết được đâu. Thì bạn này vẫn còn cái may mắn là nhận ra là có cái nguyệt quế ở đây. Cái câu chuyện này nó khiến chúng ta nhớ tới câu chuyện của thiền sư Triệu Châu. Thiền sư Triệu Châu là thiền sư của Trung Hoa. Và các thiền sinh đến gặp thiền sư Triệu Châu hỏi đạo, hỏi những câu hỏi rất là hóc búa, rất là cao siêu. Thì thiền sư Triệu Châu nổi tiếng là một cái người hay đưa ra những cái câu trả lời lạc quẻ, không trúng đâu vô đâu hết. Thí dụ người ta hỏi Niết Bàn là cái gì, hay là Phật tánh là cái gì, thiền sư nói cái tùng ngoài sân kìa. Thì nhiều người cũng nổi giận, cũng bất mãn khi mà nghe thiền sư trả lời như vậy. Nhưng mà kỳ thực là thiền sư là một người có lương tâm, một người có trí tuệ. Thiền sư không có muốn các thiền sinh phải lạc sâu vào những cái rừng kiến thức là tư tưởng. Thiền sư muốn vị thiền sinh đó phải chạm được thiền liền ngay lập tức, không cần đi qua cái phương tiện lý thuyết nữa. Thiền sư mời vị thiền sinh đó hãy tiếp xúc với cái thực tại liền ngay lập tức. Đó là: anh có thấy cây tùng trước sân mỗi khi anh đi ngang qua hay không? Thiền sư thì mới nói rõ như vậy. Thiền sư hãy nói một câu rất là cô động, rất là dễ khiến người ta phải động não, đó là cây tùng trước sân kìa, chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà ở đây mình thương thiền sinh mình không phải là thiền sinh của thiền sư Triệu Châu. Thiền sinh này toàn là những người bận rộn không à, cho nên mình phải nói kỹ ra là: anh có thấy cây tùng trước sân mỗi khi đi ngang qua đây không?
Chị có thấy cái nguyệt quế mỗi khi chị đi vào trong thiền đường này không? Khi mà chị thấy được cây tùng đó hay là cây nguyệt quế đó là anh chị đã bắt đầu có mặt rồi, bắt đầu trở về với thực tại, đã bắt đầu biết thiền là cái gì rồi. Không cần hỏi lý thuyết thiền là gì mà trực tiếp tham dự vào cái thế giới của thiền, thế giới của sự tỉnh thức, đó là nhận biết cái gì nó đang hiện hữu chung quanh chúng ta. Chúng ta có những thực tại rất là màu nhiệm luôn hiện ra xung quanh chúng ta mà chúng ta không có cảm nhận được, không có nhìn thấy được. Cái người mà chúng ta nói rằng cái người này mình đã biết rồi, có thể chúng ta đã sai, là tại vì người ấy ngày trước và bây giờ đã khác rất nhiều rồi. Người này có thể là cằn cỗi hơn, mệt mỏi hơn, có những cái khối khổ đau trong lòng mà mình không có nhìn ra. Tại vì mỗi lần mình nhìn là nhìn phớt phớt, mình đâu có nhìn kỹ để mà mình nhìn ra được. Hoặc là người này bây giờ trở thành cái người dễ thương rồi, một tháng trước vào công ty là nhìn thấy ghét lắm, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại thì thấy rất là dễ thương. Thì cái thấy của mình một tháng trước với cái thấy của mình bây giờ là cái nào đúng hơn? Chúng ta chỉ có thể biết cái thấy nào đúng khi chúng ta căn cứ vào cái độ bình yên ở trong tâm, thì cái thấy đó mới đúng. Khi mà cái tâm mình nó bình yên thì nó không có sự tham dự của những thành kiến hay là định kiến. Chúng ta thường nhìn mọi thứ bằng thành kiến hay là định kiến. Định kiến là những cái kiến thức, những cái lý thuyết, những cái tư tưởng, những cái ý niệm được trao truyền từ nhiều đời, từ nhiều thế hệ hay là từ trong quá khứ đi tới bây giờ mà mình chưa có cơ hội xét lại, mình chỉ tin theo thôi. Cái đó gọi là định kiến. Ví dụ như là người đạo Phật thì là như thế này, người đạo Thiên Chúa giáo là như thế kia, đàn ông là như vậy, còn phụ nữ là thế nọ. Cái đó là những cái thứ định kiến. Tức là người ta tin rằng nó chỉ đi theo cái nguyên tắc bất di bất dịch là thôi, chứ không có gì thay đổi được hết. Còn một cái nhìn nữa là chúng ta rơi vào thành kiến. Thành kiến có nghĩa là mình đã trải nghiệm qua rồi, mình đã sống với cái điều đó rồi, cho nên mình tin rằng cái hiện tại này nó cũng giống như cái điều mà mình đã bắt gặp ở trong quá khứ. Cái người đó đã từng làm khổ mình một lần rồi, đã từng gây khó khăn cho mình một lần hay là nhiều lần rồi, thì mình không bao giờ tin rằng người này có thể thay đổi được. Người này vẫn mãi mãi là một con người khó chịu kia, vẫn mãi mãi là con người xấu xa kia. Cái đó gọi là thành kiến. Nhưng mà thành kiến nó cũng có hai loại: thành kiến tốt và thành kiến xấu. Cái vừa nói là thành kiến xấu, giống như mình đeo một cái mắt kính màu đen vào trong mắt mình nhìn cái gì nó cũng đen thui hết. Các bạn mà càng thành công trên thương trường, các bạn đã trải nghiệm nhiều năm trên thương trường, thì cái nhìn các bạn thấy nào nó cũng là cái nhìn của một người làm thương mại thôi, chắc chắn là như vậy. Thì cái nhìn của một người làm thương mại là sao? Lúc nào cũng phải nghi ngờ đối phương thật hay là giả. Tất nhiên là cái nghi ngờ này thì ai cũng có, nhưng mà tùy vào cái môi trường mà nó tưới tẩm vào cái hạt giống nghi ngờ của bạn mạnh hay là yếu. Tại chúng ta phải dè dặt, chúng ta phải học cẩn trọng, chúng ta không có được tin bất cứ ai hết. Còn nếu các bạn trên chính trường, các bạn làm chính trị thì cái nghi ngờ nó còn khủng khiếp hơn nữa, ai cũng có thể là kẻ thù của mình. Nhưng mà các bạn biết không, người kia dù ngày hôm qua là đối thủ cạnh tranh của mình, là một người có thể hạ gục mình, là một người trong mắt mình là một kẻ rất là dữ tợn, nhưng mà hôm nay họ đã là một con người khác.
một cái biến cố nào đó đã khiến họ trở thành con người khác, hay là một cái tác động mãnh liệt nào đó khiến cái tâm thức của họ thay đổi, khiến cho những cái năng lượng tích cực của họ xuất hiện. Thành ra trước mặt mình phải là một con người khó chịu, độc đoán hay là xấu xa như là trước kia mình gặp đâu. Trước mặt mình là một con người rất là dễ thương, rất là thành thật. Nhưng mà tiếc thay là mình rất là khó tin vào điều đó. Mặc dù mình thấy trước mặt mình người ấy rất là thành thật mà mình không dám tin. Mình không dám tin là tại vì mình vẫn sử dụng cái thành kiến của mình. Mình tin vào thành kiến của mình hơn là tin cái nhìn mới mẻ. Mặc dù người đó hiện ra cho mình bằng một con người rất là dễ thương, rất là ngọt ngào, rất là trong sáng, nhưng mà cái thấy của mình nó không cho phép mình thấy điều đó. Có nghĩa là mình bị một cái bức tường ngăn lại. Mình thấy bằng cái cũ, không có muốn thấy bằng cái mới. Thì cái đó gọi là thành kiến xấu, đeo mắt kính màu đen. Các bạn biết là những người bị trầm cảm thì có nhiều loại lắm, nhưng mà có một số loại là đại loại là lúc nào họ cũng sợ người khác tấn công mình. Trầm cảm là một cái dạng mà tâm thức của họ do một cái chấn động tâm lý nào đó mà nó rơi xuống một cái cung bậc rất là thấp, và nó mắc kẹt ở trong đó, nó không có ra được, và nó nhìn cuộc đời bằng một cái nhìn khác. Có một anh chàng nó rất là sợ con gà, đơn giản là tại vì anh ta nghĩ anh ta là hạt bắp, cho nên thấy con gà là anh ta đâm đầu bỏ chạy. Mọi người nghĩ anh này chắc là bị tâm thần. Anh ta nói không, làm sao tôi bị tâm thần được, tôi rất là tỉnh táo. Nhưng mỗi khi thấy gà là anh ta đâm đầu bỏ chạy. Rồi cuối cùng người thân cũng thuyết phục được anh chàng, đem anh chàng tới bệnh viện tâm thần. Thì anh ta cũng tức giận lắm. Bác sĩ hỏi anh ta là sao, anh là cái gì, nói cho tôi nghe coi. Thì nói bác sĩ, tôi là một con người chứ tôi không phải là một hạt bắp. Bác sĩ nói thôi được rồi, anh cứ ở đây tuần lễ đi. Nếu anh còn vẫn giữ được cái suy nghĩ như vậy thì tôi cho anh về. Thì anh ta cũng đồng ý. Suốt một tuần lễ đó, bác sĩ cử một cô y tá tới thường xuyên kiểm tra anh ta, hỏi anh ta là cái gì. Và anh ta trả lời leo lẻo, tôi là một con người chứ không phải là một hạt bắp. Mà thậm chí là cô y tá còn muốn anh chàng đó phải viết cái câu đó ra hàng ngàn câu mỗi ngày như vậy, để mà nhắc nhở cái con người thật của mình. Chứ không phải mình là một con người, chứ không phải là một hạt bắp như là mình đã hiểu lầm. Và rồi một tuần lễ trôi qua, anh chàng làm ăn rất là khá. Cho nên khi mà bác sĩ mời lên phòng kiểm tra, thì bác sĩ hỏi câu hỏi cuối cùng là bây giờ tôi hỏi anh nè, anh là một cái gì, anh là cái gì nè. Anh chàng nói, dạ thưa bác sĩ, tôi là một con người chứ đâu phải là một hạt bắp. Bác sĩ nói, thôi được rồi, tốt quá, thôi tôi ký tên cái giấy cho anh này đi về được rồi. Nhưng mà khi anh ta bước ra khỏi cổng thì bác sĩ đã sắp đặt sẵn con gà trước cửa. Anh ta thấy con gà, anh ta hét lên một tiếng kinh hoàng, đâm đầu bỏ chạy. Thế là bác sĩ và y tá rượt đuổi theo. Nói, này anh kia, nãy anh nói làm sao mà bây giờ anh thấy gà anh vẫn còn bỏ chạy vậy? Thì anh chàng trả lời, dạ thưa bác sĩ, tôi biết mà, tôi biết tôi là một con người chứ đâu phải là một hạt bắp đâu. Nhưng mà con gà thì làm sao nó biết được? Tức là anh ta cũng chưa biết gì hết. Anh ta vẫn nghĩ anh ta là hạt bắp. Cho nên anh nghĩ là con gà cũng nghĩ anh là hạt bắp. Mình đừng có cười ha, khi mình làm trạng đó hồi nào mình không hay. Và khi mình mất tự tin,
mình tự ti, mình bị những cái cú chấn thương nào đó trong tâm lý, thành ra mình không có dám, mình nhìn mọi thứ nó không còn thật nữa. Những người mà có vấn đề về giới tính họ cũng dễ bị rơi vào cái chỗ đó, khi mà ở cái xã hội đông phương không có công nhận về giới tính thì họ bao giờ cũng nhìn người khác cặp mắt rất là sợ hãi và dò xét coi người đó có phát giác ra mình không, người đó nghĩ mình như thế nào. Mà nếu mà mình có lỡ thân với người đó thì người đó có hiểu lầm mình không? Lúc nào cũng có một cái phản ứng đề phòng rất là mạnh mẽ. Và khi mà ai có nhắc tới cái điều gì động chạm tới cái vấn đề của mình là bắt đầu phản ứng kịch liệt. Thì cái đó cũng là một dạng trầm cảm. Những người mắc phải giới tính, có vấn đề về giới tính thì rất là dễ bị trầm cảm. Mà khi cái thấy của chúng ta nó bắt đầu lệch lạc rồi, những người xung quanh phát hiện mà chúng ta lại không phát hiện ra được, chúng ta vẫn tin chắc mẩm rằng cái thấy của mình là chính xác. Cái loại thành kiến thứ hai đó là thành kiến tốt, tức là mình đeo mắt kính màu hồng. Thí dụ trong trường hợp mình vướng mắc tình cảm của người nào đó, mình thương yêu một cái người nào đó, thì cái tâm mình nó không có còn trong sáng nữa. Mình nhìn mọi thứ nó không còn đúng đắn nữa. Thường thường mấy người đang yêu thì họ nhìn thấy cái gì cũng đẹp, thấy cuộc đời rất là đáng yêu, và thấy người thương mình làm gì cũng hay, cũng đẹp. Và cái người nào mà mình kính trọng quá mức, mình thần tượng quá mức thì mình thấy họ làm cái gì cũng tuyệt, cũng hay, và không có xét nét kỹ, không có nhìn mọi thứ bằng con mắt khách quan. Thì cái này gọi là nhìn bằng cái thành kiến tốt. Cái người đó một năm trước, một tháng trước họ là cái người rất tốt, nhưng mà trong giây phút này thì chưa chắc. Cho nên mình cũng phải biết nhìn bằng con mắt trong sáng chứ không phải là con mắt nghi ngờ. Lúc nào mình cũng nghĩ ai cũng tốt hết thì cũng không phải là cái nhìn trung thực, là cái nhìn cẩu thả, cái nhìn thiếu sâu sắc. Nghĩa là trong bản chất sâu xa thì ai cũng tốt hết, nhưng mà biểu hiện ra trong giây phút này thì có tốt có xấu. Nhìn như vậy mới là nhìn trung thực, nhìn như vậy mới là nhìn con mắt thiện. Nhìn con mắt thiền là con nhìn con mắt tỉnh thức. Cái nhìn của một người tu thiền trước hết là bạn phải biết bạn đang nhìn cái gì đã. Bạn có thật sự nhìn cái đối tượng đó hay không? Và kế tiếp nữa đó là bạn nhìn với một cái tâm trạng như thế nào? Tức là nhìn có thành kiến không? Nhìn có định kiến không? Cố nhiên là bạn đang ở trong thương trường, bạn làm business, bạn có khách hàng, bạn có quản lý nhân viên, bạn có tiếp xúc rất nhiều người. Mà nếu ai mà bạn cũng nhìn bằng con mắt thuần khiết hết á, ai mà bạn cũng phải nhìn bằng con mắt của hiện tại chứ không được nhìn bằng con mắt của quá khứ thì quá khó cho bạn. Bạn có thời gian để làm điều đó. Thí dụ đối với một người thì được, mà quá nhiều người trong một công ty thì làm sao mà mình có thể nhìn mọi thứ như chính họ đang hiện ra được. Mình phải nhìn bằng cái kinh nghiệm của mình chứ, mình phải nhìn bằng cái kiến thức của mình chứ. Thì tất nhiên là mình phải chấp nhận cái xác suất chính xác nó không có cao. Bạn phải thực tập thiền giỏi làm sao mà mình nhìn ai cũng nhìn như là lần đầu mới được nhìn vậy. Thường thường mình gặp ai lần đầu mình nhìn kỹ lắm,
nhìn mắt, nhìn môi, nhìn miệng, nhìn gương mặt, nhìn dáng đi, nghe kỹ giọng nói. Qua được một lần cái có cái nhận xét rồi, đóng khung cái nhận xét đó lại, không muốn nhìn nữa. Nhưng mà có thể lần đầu hôm đó mình hồi hộp quá, cho nên mình đã nhận xét sai rồi. Cho dù mình gặp người đó 5 lần, 7 lần, mà lần nào mình cũng đến bằng cái nhìn của thành kiến, của định kiến, có sự dò xét, có sự cẩn trọng, có sự dè dặt, có sự cái như đã biết rồi, thì mình vẫn chưa tiếp xúc được với con người đó. Con của mình mỗi ngày mình sống chung, mình tưởng nó chỉ là như vậy thôi, nó vẫn là đứa con khờ dại của mình, nhưng mà nó lớn lên mỗi ngày mà mình lại không không có nhìn thấy cái sự lớn lên đó, nghĩa là mình chưa có thật sự tiếp xúc với con. Con mình nó có những cái khát khao, nó có những cái biến chuyển về tâm sinh lý mà mình không có để ý, mình áp đặt nó theo cái cách của mình nghĩ là đúng, thì mình sẽ làm khổ con mình. Tức là bạn bè thì nó nhìn con mình rất là chính xác, tại vì bạn bè không có trách nhiệm nhiều với nó, cho nên nhìn nó mà con mắt rất là tự nhiên, rất là đơn sơ. Còn mình vì mình có quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều sự sợ hãi, là mình nhìn bằng con mắt sợ hãi của mình, cho nên mình nhìn con mình nó không có chính xác như là con mình đang là. Cái nguyên tắc của thiền tập, mà nếu bạn đi theo cái nguyên tắc này thì tâm bạn sẽ bình an, và bạn sẽ đạt được cái thấy chính xác. Tức là bạn có một cái trí, con mắt của trí tuệ. Đó là bạn phải tập nhìn như đối tượng đó đang hiện ra, hay là tập nhìn như đối tượng đó đang là. Cái cụm từ tiếng Anh gọi là near recognition, nhìn đơn thuần, nhận diện đơn thuần. Tất nhiên nếu bạn phản biện lại rằng nhìn như vậy thì thời gian đâu mà nhìn. Bây giờ phải tìm hiểu lại từ đầu sao? Tất nhiên là những kinh nghiệm kiến thức của bạn rất là quý giá, bạn không có bỏ đi đâu hết. Nhưng mà bạn cũng đồng thời cập nhật cái hiện tại. Bạn phải biết ưu tiên cho cái nhìn trong hiện tại trước. Mà nếu cái nhìn của hiện tại không đủ giúp bạn hiểu được đối phương thì buộc lòng bạn mới xài tới kiến thức kinh nghiệm cũ. Nhưng mà cái nhìn đầu tiên phải là cái nhìn của sự thuần khiết trước, bạn phải tập như vậy. Nhìn như là cái nhìn đầu tiên, hạnh phúc vô cùng. Còn nhìn như là đã nhìn rồi thì nó chán vô cùng. Trong khi bà xã của mình hôm nay đi shopping mua được cái áo rất là đẹp, mặc cho mình coi mà mình không có thấy gì trên, đi qua đi lại cả chục lần không nhìn gì hết, rồi người đó bắt đầu phải làm bộ đánh tiếng, anh thấy cái áo này có vừa với em hay không, lúc đó mới à vừa rồi thôi đi luôn, thì rất là buồn. Những người thân sống chung quanh của chúng ta đang rất là buồn chúng ta mà không có dám lên tiếng, tại vì thấy chúng ta giỏi quá, thấy chúng ta có nhiều ưu điểm quá, thấy chúng ta đem được nhiều tiền về nhà quá, thành ra người ta không có dám đòi hỏi những cái điều nhỏ nhặt đó, nhưng mà họ đang héo mỗi ngày, tại vì chúng ta nhìn họ rất là sơ sài, rất là hững hờ. Hững hờ nghĩa là không muốn nhìn, lo nhìn màn hình không, lo nhìn trên điện thoại không. Ngày xưa người con gái hay ganh tị với người con trai là ganh với cây súng. Ngày xưa trong chiến tranh, người thanh niên ôm súng, ghen với cây súng được chàng ôm suốt ngày. Còn bây giờ trong thời đại này chắc là ghen với cái điện thoại, chàng ôm điện thoại suốt ngày. Khi tâm mình bình an thì không chỉ thành kiến và định kiến không có tham dự, mà cảm xúc cũng không có tham dự.
cảm xúc tức là thích không thích, có hai loại cảm xúc. Khi mình thích một cái gì quá trào lộng, excited, quá hào hứng thì mình nhìn nó cũng trật lất. Người xưa hay nói bạn phải đề phòng câu nói lúc vui miệng. Khi mình vui mình hay hứa tùm lum lắm, mình hay tiết lộ bí mật, lỡ vui quá cái là không có bận miệng kịp làm luôn. Thì khi mình vui mình nhìn cái gì cũng vậy, nhìn theo cái kiểu là đang hào hứng. Rồi khi mà về nhà ngủ một giấc tỉnh dậy nhớ lại lời hứa hoảng sợ. Khi mà mình đang yêu, mình đang hạnh phúc thì cái nhìn của mình về cái cuộc sống này nó khác, nhìn về những người sống chung quanh mình nó khác, và nhìn về cái người mà mình đang yêu rất khác. Còn khi mà cảm xúc yêu đương nó xẹp xuống rồi thì nhìn bắt chán. Khi mà cái cảm xúc yêu đương nó chiếm cứ trong tâm mình, trong đó có những cái cảm xúc ham muốn nữa, cho nên là nhìn người đó lung linh huyền ảo, lúc nào cũng muốn chạm vào. Còn khi cảm xúc đó mà nó rớt xuống rồi, chỉ còn lại trách nhiệm và bổn phận thôi, thì nhìn không vô, không có dám nhìn nữa. Cái đó không phải tại đối tượng, mà cái đó tại cái nhìn của chúng ta, mà nói chính xác hơn là tại tâm của chúng ta đã biết đổi. Cho nên bây giờ mình đang có lỡ chết mê chết mệt ai đó thì cũng làm ơn tỉnh lại, phải đi ngồi thiền cho nó tỉnh hồn ra, để mà mình biết rằng cái nhìn mình về người đó đang có vấn đề, không có chính xác đâu. Và cái loại cảm xúc thứ hai là cảm xúc không thích. Mình không thích người nào đó, như là mình tức giận, mình ghét, ghen, mình đố kỵ. Khi mà có những cái tâm hành đó nó tham dự vào rồi thì mình nhìn sai nét. Hoặc là mình sợ hãi. Tôi có kể các vị nghe vài lần cái câu chuyện của thầy trò thầy Khổng Tử, nhưng mà rất là hợp trong cái bối cảnh này tôi xin nhắc lại. Thì cái lúc đó chiến trận xảy ra rất là ác liệt, thì thầy Khổng Tử mới cùng với một số học trò của mình đi di cư từ Lỗ sang Tề. Đường xa vạn dặm rất là gian khổ và thầy trò rất là đói khát. Tại vì mọi người đi tản cư hết, không có ai để mà nương nhờ hay là xin thực phẩm. Thì may mắn là gặp được một cái người này rất là sùng bái Đức Khổng Tử, cho nên họ đã dâng tặng cho một mớ gạo để thầy trò vượt qua cơn đói khát. Thì lúc đó mọi người, các học trò của Đức Khổng Tử mới chia phiên nhau vào trong rừng để mà hái rau. Còn Nhan Hồi là một trong những cao đệ của Đức Khổng Tử, được các phiên là nấu ăn. Thì lúc đó khi mà Nhan Hồi ở dưới bếp nấu cơm đó, thì thầy Khổng Tử mới nằm trên võng đọc sách. Và thầy Khổng Tử mới đưa mắt nhìn xuống bếp, bỗng dưng thấy có một cái hình ảnh rất là kỳ cục. Đó là Nhan Hồi đưa tay vào nồi cơm, hốt một nắm cơm rồi bỏ vào miệng, nhai rất là vội vàng. Thì Khổng Tử mới ngửa mặt lên trời và than rằng: trời ơi, học trò thân tín nhất của mình mà ăn vụng thầy vụng bạn đốn mặt như thế này ư? Nhưng mà Khổng Tử là một cái người có đạo đức và cái người rất là cẩn trọng, cho nên không có phán xét liền, để im trong bụng thôi, để mà phải tìm ra cái sự thật. Nhưng mà trong lòng đã có mối hoài nghi rất là lớn về học trò. Và tới khi mà mọi người tụ lại để chuẩn bị ăn cơm thì thầy Khổng Tử bắt đầu câu chuyện.
Thầy nói các con ơi, thầy trò chúng ta đã loại bỏ đường xa vạn dặm tới đây, vượt qua không biết bao nhiêu là gian lao thử thách, và chúng ta đã đùm bọc yêu thương nhau, thế nên mới có thể có mặt đầy đủ ở đây bây giờ. Thì trong cái bối cảnh này thì chúng ta được một cái mâm bữa cơm như thế này rất là hạnh phúc. Thầy bỗng nhớ tới quê hương, nhớ tới cha mẹ thầy. Thầy muốn xới một chén cơm để mà dâng cúng cho cha mẹ thầy. Các con nghĩ có nên chăng? Thì các học trò đều đồng thanh đáp, dạ nên ạ. À. Nhưng mà riêng Nhan Hồi vẫn đứng yên. Thì Đức Khổng Tử mới hỏi thêm một câu nữa. Vậy các con nghĩ nồi cơm này có sạch hay không? Thì mọi người không hiểu, đứng ngớ ngẩn nhìn nhau. Lúc đó Nhan Hồi mới bước ra vòng tay thưa. Dạ thưa thầy, trong lúc con nấu cơm và con dở cái nắp vung ra để xem nồi cơm nó chín chưa, thì bất ngờ có một trận bồ hóng, một cơn gió thổi tới làm bồ hóng trên trần nhà rớt xuống. Con đã nhanh tay đậy nắp lại rồi nhưng mà không kịp. Và con đã hớt cái phần cơm trên mặt định vứt đi. Nhưng mà nghĩ cơm thì ít, còn anh em thì đông. Cho nên nếu mà vứt đi rồi thì sẽ không đủ. Cho nên con đã ăn cái phần cơm dơ ấy rồi ạ. Coi như là hôm nay cái phần thừa, cái phần dơ, cái phần cơm của con thì con đã ăn xong rồi. Con chỉ xin ăn rau thôi ạ. Và nồi cơm này vì vậy nó không có được sạch. Xin thầy đừng có dâng cúng nữa. Thì lúc đó Khổng Tử ngửa mặt lên trời, than rằng, trời ơi, có những chuyện trên đời này mình thấy rành rành như vậy mà vẫn không chính xác. Trời ơi, chút xíu nữa là Khổng Tử ta đã trở thành kẻ hồ đồ mất rồi. Đây là cái phúc, xíu chút nữa đã trở thành cái phúc xa xỉ của một bậc thầy lớn của Đức Khổng Tử. Tại vì chiến tranh loạn lạc, cái sự sợ hãi trong lòng nó quá lớn đi. Chúng ta thấy có những người biểu hiện chung quanh mình, họ rất là kỳ cục, rất là khó chịu, rất là xấu xa. Họ cũng là nạn nhân của một cái xã hội quá quay cuồng. Họ đáng ra rất là dễ thương, rất là tử tế, nhưng mà vì vì họ không có làm chủ được những cảm xúc trong lòng, không có làm chủ được chính mình, cho nên con người của họ nó có phần bị tha hóa, có phần bị biến đổi. Và trong cái khoảnh khắc đó họ đã có những cái hành động, có những cái câu nói rất là ấu trĩ, rất là xấu xa, rất là tàn nhẫn. Nhưng mà đó chỉ là một khoảnh khắc thôi. Một bậc thầy như Đức Khổng Tử như vậy mà vẫn suýt có một phút sảy lòng để mà đưa tới những cái phán xét sai lầm thì huống gì chúng ta. Chúng ta đừng có quá tin vào cái thấy của mình. Thấy vậy mà không phải vậy. Chúng ta cần phải xét rất là nhiều lần trong cái thấy của mình. Giả sử mình thấy một ai đó hành động xấu xa thì mình để đó, cho mình thêm cái cơ hội để mà kiểm chứng lại. Mới hồi trưa này tôi đã rơi vào một cái tri giác sai lầm. Đó là tôi và các em thiền sinh đang ngồi uống trà thì nghe một cái người đi vào, đi một cái hơi rất là mạnh và tháo dép rầm rầm rầm, xẹt 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 xẹt. Tôi nói đòi anh chàng này chứ không phải ai hết. Tôi biết anh chàng này đúng 9 giờ đi vô là cái kiểu như vậy đó. Là đi vô là ai cũng biết anh chàng đó chứ không ai khác hết. Tức là không có ý thức. Mình đang tháo giày, không có ý thức là mình đang đi vào trong thiền đường. Thành ra là mọi thứ theo cái bản năng tự nhiên vậy. Ồn ào kinh khủng. Thì tôi có lên tiếng tôi nói rồi, anh chàng đó chứ không phải ai khác hết. Nhưng mà một phút sau anh chàng nó chưa bước vào tôi nói nhưng mà có thể là thầy đã bị lầm, coi chừng lầm mà chết luôn á. Thì quả thiệt là bước vô hai người bạn khác mà thầy đã lên tiếng rồi, thầy nói con phải không, thầy biết con chứ không phải ai hết đấy. Nhưng mà bước vào thì lại là hai người khác. Cái lúc đó có phần xấu hổ,
và có phần hối tâm, tức là hối tâm có nghĩa là mình hối hận, cái tâm mình đã bị trượt cái chỗ đó, mình hơi vội. Mà tại sao đi vô ngay đúng 9 giờ chứ? Thì 9 giờ chỉ có anh chàng đã bước vô thôi. Thì hối tâm là một phần thực tập quan trọng. Khi mà mình phát hiện ra cái nhìn sai lầm, hay là những cái hành động, những cái bước trượt sai lầm của mình. Hối tâm đây không phải là ngồi dằn vặt tâm lý, mà mình nhìn lại, mình hối tiếc là mình đã lỡ nghĩ như vậy. Tại vì lỡ nghĩ như vậy không nghĩ là nghĩ oan cho người khác, mà còn nó trở thành một cái tì vết ở trong tâm của mình, thành một cái thói quen. Thói quen luôn luôn phán đoán sai lầm. Cho nên là mình hối tâm để mà mình nhìn lại cái tâm mình bằng nãy, mình nhìn sâu vào nó để cho nó đừng có hình thành, giống như nó là những cái mảnh vỡ nó đang chuẩn bị ráp lại để hình thành một cái nhìn mới, thì mình phá vỡ cái những cái mảnh này ra bằng cách là nhìn sâu vào nó bằng một cái năng lượng của chánh niệm, thì những cái mảnh vỡ nó không có ráp lại được. Những mảnh vỡ của tư tưởng nó đang chuẩn bị hình thành mà mình ngó lơ nó là nó hình thành ngay lập tức. Nếu có một người nào đó bắt bí nói sao thầy tu như vậy mà thầy vẫn còn sa sẩy như vậy, mà nếu mình trả lời nói thầy Khổng Tử mà còn bị mà huống chi thầy, thì là thêm một tập hai, tức là mình lại tiếp tục không có chịu nhìn vào tâm mình mà mình tìm một cái đối tượng khác đem mà đưa ra để mà so sánh cái sự thực tập của mình nó không phải là tệ lắm. Hoặc là nhiều khi mình nói con mới tu mà thầy, những cái cách đối phó như vậy nó không cần thiết. Nhưng mà những người bị trầm cảm hay như vậy, họ ít khi nào họ chịu nhận những cái khuyết điểm của mình, họ phản ứng kịch liệt, họ sẽ rất là sợ, rất là sợ là nhận thêm một cái yếu điểm nữa, rất là sợ người khác nhìn thấy cái yếu điểm của mình. Các bạn đây mà ai mà sợ người khác chỉ lỗi, chỉ khuyết điểm của mình, mỗi lần người khác chỉ vào khuyết điểm mình nhảy dựng lên á, mình đỏ mặt tía tai, mình phản ứng ầm ầm, có nghĩa là mình bị trầm cảm rồi đó. Tại vì trầm cảm là một cái trạng thái không còn tin vào bản thân được nữa. Còn khi mà mình tin vào bản thân, mình có quá nhiều điều tuyệt vời rồi, mình thấy rất là rõ, thì cái lời soi sáng kia, cái lời góp ý kia đâu có thấm thía gì đâu, nó chỉ là một phần rất là nhỏ trong con người của mình mà. Cho nên khi mình nhìn một cái gì, mình là cái người thực tập thiền là phải kiểm chứng cái nhìn của mình, nhìn bằng một cái tâm trạng như thế nào, nhìn từ cái tâm gì, tâm bình an hay là tâm bất an, nhìn bằng con mắt thuần khiết hay là nhìn bằng kinh nghiệm kiến thức cũ. Cố nhiên là mình muốn tập nhìn cái gì nó thuần khiết mà không có đánh giá, không có phán xét, thì mình phải tập nhìn từ những cái đơn giản nó hiền hậu trước. Thì mình nhìn dòng sông, nhiều khi bước ra dòng sông của bờ gì đó trong trong Nhiêu Lộc ha, là phán xét ngay lập tức, nổi giận nè. Cho nên mình phải kiếm cái dòng sông nào đó nó sạch sẽ mình nhìn. Thôi thì mình nhìn lên bầu trời đi, mà thấy mây xám xịt nhiều khi cũng đánh giá, cũng phán xét, cũng nổi giận nữa. Tập nhìn từ thiên nhiên trước, nhìn đóa hoa nở. Nhìn mây bay, nhìn dòng sông trôi, nhìn những cảnh vật thiên nhiên, tập nhìn những cái đó nó không có ảnh hưởng tới quyền lợi của mình. Cho nên là mình tập nhìn là chỉ để nhìn thôi, nhìn để nhận biết là mình đang nhìn cái gì. Và theo thời gian thì mình sẽ có thể nhìn với con mắt đó với những người sống chung quanh mình,
Các bạn có một cái chuyến đi du lịch vài tuần lễ hay là vài tháng, thì khi trở về các bạn nhìn con mắt nó khác một chút. Tại vì lâu rồi có gặp những người đó, mình có phần nhớ, có phần muốn tiếp xúc trở lại, có phần quên đi những căng thẳng giữa mình với người đó, quên đi những câu chuyện giữa mình với người đó. Thành ra mình nhìn người đó nó tự nhiên một chút, có tính thân thiện một chút. Mà cái chuyến du lịch đó, mà cái năng lượng bình an của mình càng nhiều, niềm vui càng nhiều, thì mình sẽ nhìn người đó bằng con mắt mới. Nếu các bạn có cơ hội, thay vì mình sử dụng 2-3 tuần lễ đó đi du lịch ở châu Âu hay là ở trong Mỹ, thì các bạn đi dự khóa tu, dự khóa tu thiền 2 tuần 3 tuần, thì không chỉ cái bình an nó làm chủ tâm của bạn, mà lòng từ nó cũng làm chủ được tâm bạn. Khi bạn dừng một trong cái khóa thiền, những cái phần thực tập sâu của bạn nó có thể mời lên cái chất từ bi ở trong lòng của bạn lên, mà bạn thì có cái chất đó. Thì cuộc sống bon chen này tranh giành nhiều quá, mình cứ đấm đá liên tục, thành ra cái chất từ bi của mình nó bị ngủ yên sâu ở bên dưới. Đến một cái không gian thích hợp, có những bài thực tập hợp lý sâu sắc, nó mời cái chất từ bi trong lòng bạn lên. Thì bạn nhìn cuộc đời này bằng một con mắt từ bi, nhìn mọi người bằng con mắt từ bi, thì bạn thấy cuộc đời này nó đáng yêu vô cùng. Thấy ai cũng đáng yêu hết. Mắt thương nhìn đời, không phải là bạn trở thành bác sĩ là bạn có tâm từ ngay đâu. Lương y như từ mẫu, bạn phải thực tập rất là nhiều. Tại có nhiều người trở thành bác sĩ đâu phải là vì thương bệnh nhân đâu, vì cái khác. Hay là trở thành một nhà giáo cũng vậy, trở thành một nhà sư cũng vậy luôn. Không phải trở thành một nhà sư là tự nhiên có lòng từ bi liền đâu, phải tu tập rất là nhiều để mà tham sân si nó rơi rụng từ 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 từ, thì bắt đầu lòng từ nó sẽ xuất hiện. Nói một cách khác là bạn bớt nghĩ cho mình thì bắt đầu nghĩ cho người khác. Càng bớt nghĩ về mình thì càng có khuynh hướng nghĩ cho người khác. Người ta cứ sợ rằng tu thiền nhiều quá rồi không có thể thương yêu được, vô cảm. Có. Tu thiền nhiều chừng nào thương yêu dữ chừng ấy nữa. Nhưng mà thương yêu nó không có phải là cái kiểu mà quỷ mị, không có kiểu là mê muội, không có kiểu là đắm đuối chạy theo một cái gì mà đánh mất chính mình. Thương yêu làm sao mà mình có hạnh phúc mà người thân của mình cũng có hạnh phúc. Thương yêu mà tôn trọng lẫn nhau, thương yêu mà nâng đỡ cho nhau thôi, thương yêu mà không có cái khổ lụy cho nhau, thì cái đó là cái thứ mà chúng ta cần nhất. Thì trong quá trình hành thiền sẽ có những cái giây phút cái lòng tự nó đi ngang qua mình, những giây phút mà mình không có bị chi phối bởi tham sân và si, những giây phút mà mình không còn nghĩ cho cái bản ngã, cho cái tôi của mình, thì cái lòng từ nó xuất hiện trong cái khoảnh khắc đó. Bạn phải yêu thương tất cả mọi người, dù người đó là cái người đã từng làm khổ bạn. Có nghĩa rằng có những khoảnh khắc bạn đã chạm được cái hay nhất của con người mình, nhưng mà tiếc rằng là mình không có kéo dài được cái khoảnh khắc đó thôi. Chứ nó có. Vậy thì quá trình hành thiền nó đi tới cái mức rằng tận cùng của sự tu tập thiền định đó, là nó làm cho bạn, nó làm cho tâm từ của bạn nó thoát thai. Thoát thai có nghĩa là bạn mang thai cái tâm nó lâu quá mà nó không có thoát ra được, tức là bạn có lòng từ bi mà bạn không có đem ra xài được, không có sử dụng được. Thì bây giờ cái chất thiền định nó sẽ phá vỡ cái bào thai đó ra, để cho em bé đó lớn lên, tâm từ của bạn đứng dậy. Và bạn chỉ làm được điều này khi mà bạn bắt đầu từ những cái sự thực tập nhìn mọi thứ bằng con mắt thuần khiết. Tập nhìn như vậy, mặc dù trong lúc đó mình nhìn nó không có thuần khiết,
mình nhìn nó không có trong sáng thì mình ghi nhận là cái nhìn của mình đang có vấn đề, cái nhìn của mình đang không có thuần khiết, cái nhìn của mình nó có sự nghi ngờ. Chứ mình không phải bắt ép mình nhìn mọi thứ nó thuần khiết, chỉ cố gắng nhắc nhở bản thân. Còn nếu lúc đó nhìn không thuần khiết được thì cứ ghi nhận như vậy và bắt đầu nhìn vào bên trong để thấy tại sao mà mình không có thể sử dụng được con mắt thuần khiết, cái gì nó đang chế ngự trong tâm mình, thành kiến hay là định kiến, cảm xúc tốt hay là cảm xúc xấu. Tức là thế nào nó cũng có tham dự, một là tư tưởng hay là cảm xúc. Tư tưởng tức là thành kiến hay là định kiến, còn cảm xúc tức là yêu với ghét. Mà cho dù bạn còn là một cái người đang bận rộn với chuyện kiếm tiền, kiếm quyền lực, nhưng mà bạn cũng nên cố gắng học thiền để mà bạn xài con mắt được với người thương trong gia đình của bạn. Ít nhất là như vậy. Chứ bạn vẫn đem con mắt của một vị lãnh đạo, một vị giám đốc, một vị có quyền lực để mà nhìn những thành viên trong gia đình mình thì họ bị đốt cháy hết. Cái nhìn của mình nó rất là khủng khiếp, nó nghẹt ra lửa. Mình nhìn thấy toàn là khuyết điểm không à. Mình nhìn ai mình cũng thấy toàn là có vấn đề hết. Chỉ có mình là không có vấn đề thôi. Thì có nghĩa là mình đã có vấn đề rồi đó. Cho nên cái bài thực tập của chúng ta ở trong tuần này đó là trước hết là ý thức là mình đang nhìn cái gì, biết rất là rõ cái đối tượng mà mình đang nhìn. Cái tiếp đó là mình phải kiểm chứng là mình đang nhìn với một cái tâm như thế nào, hay là một thái độ như thế nào. Thái độ có nghĩa là nhìn nhưng mà khinh, nhìn nhưng mà ghét, nhìn nhưng mà có tính chất muốn chiếm hữu. Có những cái nhìn mà chiếm hữu, người khác nhìn mình với cặp mắt chiếm hữu mình thấy đau nhức lắm. Họ nhìn ngay vai, cái vai nó nhức, nhìn lên mặt, cái mặt mình nó nhức. Thành ra mình đứng gần người đó mình cảm thấy mất mát vô cùng. Thì khi mình đưa một cái ánh mắt thèm muốn mà nhìn vào người khác thì họ cũng bị cái năng lượng đó nó tấn công, và họ cảm nhận rất là rõ. Họ không nói ra thôi chứ họ biết mình nhìn họ bằng con mắt như thế nào. Thành ra mỗi khi mình phát hiện chết rồi, mình nhìn người đó không có được trong sáng, không có được thuần khiết, không có giận bản thân, không có trách móc bản thân, mà chỉ ghi nhận có một cái tâm hành đó nó mới vừa xuất hiện. Thì từ từ như vậy đó, cái nhìn của mình nó sẽ trong sáng. Và sẽ có những lúc mình nhìn mọi thứ nó như chính đối tượng nó đang hiện ra. Càng nhiều đối tượng là mình nhìn với con mắt như vậy là mình đã bắt đầu tìm trở về con người chân thật của mình. Các bạn thấy bé thơ nhìn cái gì nó cũng thuần khiết hết. Chúng ta có cái câu là đi xa hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Thấy sao nó ghi nhận như vậy? Nhưng mà trẻ con thì chỉ nhìn được phớt trên bề mặt thôi, không thấy được những cái lớp sâu ở trong. Còn chúng ta có phần giống bé thơ, nhưng mà khác bé thơ cái chỗ là nhìn thấu tận bên trong. Cho nên nhìn là phải nhìn thấu tận nguồn cơn, nhìn phải nhìn thấu tận bản chất. Mình thực tập thiền làm sao để mà mình nhìn một đối tượng nào mình cũng thấy được bản chất của con người đó, thay vì mình chỉ thấy trên mặt hiện tượng thôi. Ví dụ người đó có những cái biểu hiện không dễ thương thì đó chỉ là hiện tượng thôi, còn bản chất của họ không phải là như vậy thì mình đã đắc đạo, mình đã thành công mỹ mãn trong con đường tu tập của mình rồi. Đây là cái điều có thể như người đã đạt được. Chúc các vị sớm thành công. Phúc Tịnh xin kết thúc podcast hôm nay tại đây. Bài pháp thoại mang tính chất tâm lý trị liệu do thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức thực hiện. Nếu thấy bài pháp thoại này là hữu ích thì nhờ quý vị anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Kênh podcast Phúc Tịnh xin góp một phần để lan tỏa những bài pháp thoại đầy giá trị này đến với những người đang cần sự giúp đỡ về mặt tâm lý cũng như những người thực sự ổn để cùng xây dựng một xã hội bình yên hạnh phúc hơn.
trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ngoài ra, do giải thuật của YouTube ưu tiên những video có nhiều like, nên nếu mà thích video này thì nhờ quý vị anh chị bấm thêm vào nút like video và ấn nút theo dõi kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối an lành.